sóc quá nghịch đấy. Ông cẩn thận nhé. Làm siết à? Vị đã được vật lông, cắt lá lóc bên cạnh chủ lợn đầy phân. Dù không thường xuyên, nhưng đây lại là nơi cung cấp thực phẩm cho nhiều khu công nghiệp, bếp ăn tập thể như lời giới thiệu của chủ cơ sở này. Không có thể là người ta đặt ra từ lá mà không có cái không đặt được là lần thế này. Ôi kìa, chó con này. Ông để cái đùi ông khép vào. Nó trèo lên đã từ gì. Em sóc. Mẹ biết rồi. Em sóc được gần 19 tháng nghịch ngợm quá. Mẹ biết rồi, không hết. Chương trình đã lập danh sách những địa